Hôm nay mình đang ở Đà Lạt và mình đi lên để viếng một ngôi chùa. Ngôi chùa này hôm nay đang tổ chức cái chương trình là Đại hội Phật giáo của tỉnh Lâm Đồng. Lần thứ 9 nhiệm kỳ 2017-2022. Trên đường thì có các sải đang đi ra. Này đại hội thành thứ ra là rất là đông. Đây là con đường đi lên, thì ở đây nó có một cái ngôi điện. Điện gì cũng chưa không biết, chưa ghi, chưa lên chưa biết là gì, tại ở đây không có ghi tên. Chùa này là có tên là chùa Linh Sơn. Đây là cổng chính của nó, mình đi từ ở trên đi xuống. Đây là tên, tại vì ngày nay là cái chương trình mà Phật giáo, đại hội Phật giáo thành thử ra là của tỉnh Lâm Đồng, thành ra rất là đông người. Rồi đây mình quay ngược lên trở lại nè. Đây là đường từ cổng chính đi lên. Ở giữa đây là có một lương hương. Phía bên này thì ta thấy có một ngôi tháp là tháp Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây. Bác xem đĩa hả bác? Là cái đĩa này là nó nói về cái gì? À, giảng về đạo pháp hả? À, là bác đi du lịch tới hành hương hả? Hay bác ở đây? Bác ngồi đây nghe hả? Ngày nay là đại hội à? À, đại hội rồi hả? Họ có cho lên viếng chùa không bác? À, vậy hả? Rồi, để con đi. Đây là đền thờ của tượng Quan Thế Âm. Có cho lên đây không? Không, quay phim mà. Ở chùa mà cũng đòi tiền nữa. Dạ. Đây là mình đang bước vào chánh điện. Thank you.
Đây là chuông. Ở đây thì chuông đồng không có lớn. Đứng từ trên chánh điện ta nhìn xuống. À, sư ơi, cho hỏi là cái điện này là điện gì? Điện này là điện gì? Tháp á? Tháp ôn. Tháp ôn hả? Là tháp đó thờ gì? Thờ lại đấy. À. À vậy hả? À. Tôi sẽ đi ngang qua ngôi nhà này và ra phía đằng sau của ngôi chùa. Ở đây chim bồ câu đậu khá nhiều. À khoan, để đi qua xem tượng bên kia đã. Đây là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây đang làm lồng đèn. Đang làm lồng đèn hả? Dạ. Làm lồng đèn to thế. À, con bên đó là con gì à cháu? Cháu ơi, bên đó là con gì đang làm con gì? À, con kia, gà mái à? Rồi bây giờ tôi sẽ đi xuyên qua đây để ra phía đằng sau của ngôi chùa. Ồ, không biết có chó đi bộ qua không. Thôi đi đại. Nơi đây là một không gian rất là tĩnh lặng. Đó, các bạn thấy. Phía sau này có một ngôi bảo tháp.
Giờ có dịch vụ như thế nào chứ mình không đặt hàng như thế này. Chứ mình cũng phải...